Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những chiếc xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất đã được chuyển đến Ukraine. Đây là lô đầu tiên trong số 31 chiếc xe tăng mà Washington cam kết sẽ gửi cho Kiev nhằm hỗ trợ chiến dịch phản công của Ukraine. Tuy nhiên, Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, đã cảnh báo rằng xe tăng Abrams sẽ cần được triển khai theo cách rất phù hợp cho các hoạt động rất cụ thể, được chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không sẽ có nguy cơ bị phá hủy.